Thưa quý vị, năm 2024, thị xã Phú Mỹ được giao thu ngân sách 1.942,511 tỷ đồng. Hai tháng đầu năm, thị xã đã thu được hơn 295 tỷ đồng, bằng 15,2% dự toán, tăng 13,74% so với cùng kỳ. Để đạt chỉ tiêu được giao năm 2024, Chi cục thuế thị xã Phú Mỹ đã xây dựng kế hoạch để xác định lộ trình, thời gian thực hiện, đồng thời phân kỳ cụ thể từng tháng số dự kiến thu và nguồn thu. Thị xã Phú Mỹ đang lãnh đạo chỉ đạo tập trung triển khai các giải pháp thu ngân sách được giao trong năm 2024, như rà soát bổ sung các nguồn thu phát sinh mới, quản lý chặt chẽ nguồn thu ngân sách, triển khai hiệu quả các giải pháp tăng thu tiết kiệm chi. Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo Chi cục thuế thị xã Phú Mỹ xây dựng kế hoạch tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế theo quy định, thực hiện các biện pháp quản lý thu xây dựng cơ bản giãn lãi, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế,